Đây là cây gò mừng Tòng à. Tòng cũng mất cũng 2 tuần, bắt đầu nó ngủ là 2 tuần. Cái hột gò đây mình phải đập nha, còn nếu mình đỡ nhưng cái cục nó không có mọc. Không biết khi nào ăn được đây. Đón này cũng ăn cũng nhiều ạ, mà không có tầm hết. Tầm có chuyện chắc phân cái thùng thôi. Cái ăn cũng không biết khi nào hết, nhớ mọc được. Đó cây gò. Còn đây lá hành của mình nè. Còn ở đây cây xoài. Còn cây ớt. Xoài ớt lá hành. Mình tòng tông và cứng thì ấm hơn. Đây. Đây là cứng còn đây. À, mình đỡ tivi nhà tháo, mình chân tử. Chân tử ngồi. Có 2 chiếc xe mình sạc pin thôi. Đây đây là cây ngò mừng tầm nè, sắp ăn được rồi. Còn tiếp mừng tầm bỏ ngoài héo chắc luôn, một ngửa luôn chắc hết, nó khô luôn rồi. Thế nó có tầng ống chắc hết, còn bây giờ đang mọc nha, chắc còn 2 tuần nữa ăn được. Chờ lâu, cây tầm cũng lâu á, mất cũng 2 tháng luôn. Trời ơi, tầm cây mất 2 tháng, bây giờ thêm 2 tuần nữa, thêm 2 tuần nữa chắc cũng khoảng 3 tháng mới ăn được. Lâu quá lâu, cái này đi mua ăn được tầm lâu quá. Mình sợ nó chết không, mình bơi vô trong này, còn không nó bỏ ra ngoài, bỏ ngoài sợ chết. Okay. Lá hạt mừng bây giờ không, lá ngòi bây giờ ăn được rồi, về về quá trời thấy không, ăn tức mừng tập. Ồ, thơm thật. À, thơm nhá. Ngò đây mình mua từ Việt Nam cầm vai. Thơm lắm. Cái ngòi khác ăn thử, để thử. Thơm. Cái này ăn bánh mì thịt được này. Nhiều quá trời thấy không? Thằng tức tầm sát sát quá. Sát sát quá. Bây giờ ai? Cái này phải tầm rồi rồi nha, nhưng sát quá. Được ngày mai mình làm bánh mì thịt từng ăn. Tốt quá. Đã, nhiều không? Còn cái xôm bên kia nữa. Xem bằng này ăn được rồi. Ôi cha, hôm nay ăn món mì thịt nè, cái lá ngò mừng tầm xong rồi mì mừng ăn. Có thấy cái lá ngò chưa? Nó đắt nhiều mà hái tức vơi. Đây thịt này từng miếng miếng đây, phải đã nha, bỏ ngưng bị thịt. Ngò ha, ngò ngò mua lát nhà hái. Giờ phải chờ thấy á, mình bước ra cổng à, về tùm lum. Nhiều mà không biết bức làm sao luôn, dài quá, nhiều quá. Thơm, hát một tứ cơ luôn, thơm.
xong. Ô măng bị thịt nè, đá đây, rau, ớt, thịt đây. Vì không có giòn không? Vì mày cho một ổ này ngon tới bụng luôn, ăn tới ngon tới tối luôn. Quan trọng nhất cần bỏ thịt nhiều. Thức làm thịt cái chả trứng, nhưng mà đây mình cứ ăn thịt thôi. Có nhiều thứ mới ăn ớn á. Bơ, pate. Đây cục mình biểu là cắt cục cục bự bự á, trắng mà mỡ thịt nha, trắng à thịt nha đã. Cái phần đó. Thịt Đã. Các con trộn con cho nó thấm màu. Ba bị đâu thích ăn màu đâu. Đó, thức á. Rồi. Lò mì đây, cái lò dùng nó nhỏ nhưng bỏ ổ vô chồng hai ổ được, hai ổ được, hai ổ. Cái loại này, cái loại này có dưa leo trong này luôn ha. Nó biên hả, dưa leo hả? Đó. Đây con mì đã làm xong rồi mà. Nè, mùa hè mình bơ cái bằng này nha, tại mình có hai bộ đây. Mình bị thịt ngâu chua thịt cái đây, tại hồi mình mất đi công chuyện mình không có vơi được nên là chủ mới làm đây. Ổ này mình bị thịt này to hơn ổ mì Việt Nam. Để ăn thử nữa. Nó giòn rồi. Lá ngò già nhờ tầm cái thôn thôn muốn bị bự quá mình chặt cũng được, mình phải bóp hai tay vô bự quá.